พุทโธภควาพุทธังภควตังคาโตภควาตาธัมมะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมัทธุรัตนติยัสสะđệ tử xin thành kính lễ Đức Phật. Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính đại lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn có công năng hướng thượng. Đệ tử xin thành kính lễ chúng thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh, trực hạnh, dư lý hạnh, trưng chánh hạnh. Nguyện cầu hồi môn Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể quý sư cô, quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ có mặt trong cuộc lễ sáng hôm nay. Mong cho tất cả được dạng vui tiến hóa, thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi tán thán công đức của thiện của gia đình thí chủ đã làm thiện sự trong ngày hôm nay, tức là gia đình cô Ngọc Phương cùng các Phật tử đạo hữu đã hùng phước để tái bản và ẩn tống cái quyển kho tàng pháp học. Sư cũng xin chân thành cảm niệm công đức của sư cô An Phụng đã in tái bản kho tàng pháp học. Mặc dù cô chỉ gửi về ban 1.000 quyển, giữ lại 2.000 quyển để ấn tống, nhưng đó cũng là một thiện sự pháp thí. Và tất cả Phật tử chúng ta đưa kinh điển về đây và chúng ta tùy hỷ công đức với thí chủ cũng như bản thân chúng ta đã làm. Việc làm ấy nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Có ba việc, có ba điều. Thứ nhất là chúng ta có cái sự tôn kính giáo pháp, bởi vì nếu như chúng ta không có cái sự tôn kính giáo pháp thì chúng ta không nghĩ đến cái việc mà gìn giữ, duy trì một cái quyển kinh, một cái quyển sách ghi lại Phật ngôn. Mà khi chúng ta có được cái tâm hoan hỷ để in và ấn tống thì như vậy là chúng ta có cái sự cung kính giáo pháp. Một cái việc thứ hai nữa là có rất nhiều thiện sự để chúng ta làm, nhưng mà có những thiện sự tạo phước vật chất, có những thiện sự tạo cái phước đức, và có những thiện sự thì chúng ta tạo cái phước trí. Xin lỗi quý vị, gọi sư Huệ Tấn, sư ơi. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà người Phật tử chúng ta làm phước cúng dường dân y hay là trai tăng hoặc là các chùa thì cái đó là chúng ta tạo cái phước vật chất.
Chúng ta phát tâm tịnh tín nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi chư tăng, rồi chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng. Chúng ta giữ năm giới, chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, biến mãn tâm cùng khắp chúng sanh muôn loài, mong cho thảy đều được sạng vui tiến hóa. Thì như vậy đó được gọi là chúng ta tạo cái phước đức trên phương diện mà chúng ta in ấn kinh sách, để chúng ta ấn tống, hay là chúng ta thuyết pháp, hay là chúng ta nghe pháp, hay là chúng ta thiền định, thì cái đó là nhân tạo cái phước trí ở trong tương lai. Như vậy thì một người Phật tử chân chính hiểu được ý nghĩa này, chúng ta vừa tạo phước Phật, vừa tạo phước đức, vừa tạo phước trí, và quan trọng nhất là cái trí tuệ tự mình tạo nghiệp trí, để trong tương lai kiếp luân hồi sanh tử chúng ta luôn luôn có cái trí tuệ sáng suốt, học hiểu Phật pháp dễ dàng, chứng ngộ giáo pháp, chứng ngộ chân lý dễ dàng. Thứ hai nữa là chúng ta in ấn kinh sách, là chúng ta hướng dẫn, tạo điều kiện giúp cho người khác có trí tuệ. Cái đó là một điều quan trọng. Cho nên Đức Phật mới nói Sappada năng Thammada năng Chinati, pháp thí là thắng mầu thí. Quả thật vậy. Một người con mà nuôi dưỡng cha mẹ bằng vật chất, cho cha mẹ ăn uống, cho cha mẹ quần áo mặc, cho cha mẹ nhà cửa để ở, Đức Phật dạy rằng này, các tỳ kheo, như vậy cũng chưa gọi là trả đủ và trả hết công ơn của cha mẹ. Nhưng nếu người con hướng dẫn cho cha mẹ biết bố thí, hướng dẫn cho cha mẹ biết giữ giới, hướng dẫn cho cha mẹ biết có niềm tin và nghe pháp và thiền định, thì như vậy được gọi là người con trả hết công ơn cho cha mẹ, trả đủ công ơn cho cha mẹ. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, bởi vì khi mà nuôi dưỡng cha mẹ bằng vật chất thì bất quá cha mẹ chỉ được no đủ, an vui trong cái kiếp sống hiện tại thôi. Nhưng mà cha mẹ sau khi mệnh chung tái sinh về cảnh giới khác, có thể là cảnh giới khổ đau, bởi vì cha mẹ không có làm phước. Nhưng mà nếu người con mà nói pháp và hướng dẫn cho cha mẹ đi vào chánh pháp, thì như vậy là giúp cho cha mẹ sau khi mệnh chung, nhờ cha mẹ tự mình bố thí, tự mình giữ giới, tự mình thiền định, tự mình có cái trí tuệ, nên sau khi mệnh chung được sanh về cảnh giới an lạc. Cũng vậy, nếu Đức Thế Tôn ngài ở tại gia cư sĩ, cần làm một vị hoàng đế đi nữa, vị trưởng lương vương đi nữa, ngài có cái lòng thương tưởng dân chúng ở trong cái quốc độ ngài cai trị, ngài bố thí chẩn bần, giúp đỡ những người nghèo khổ vân vân, thì họ chỉ sống hưởng được cái vật chất đó một đời thôi. Nhưng mà vì
Thái tử Siddhartha, tức là Thái tử Siddhartha, ngài từ bỏ hoàng cung để ngài đi xuất gia, ngài từ bỏ ngai vàng để ngài đi xuất gia, và ngài tìm được chân lý, ngài đắc được đạo quả, rồi ngài thiết lập giáo pháp. Chúng sanh nào mà được nghe pháp của ngài, được giác ngộ chân lý khổ tập khổ diệt khổ đạo, sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ, thì những chúng sanh mà chỉ đắc được đạo quả do nhờ nghe pháp đạo quả A-la-hán thì ngay trong hiện tại chấm dứt mọi cái sự phiền não, hoàn toàn thanh tịnh, thì vị đó sau đời sống này không còn đời sống khác, chấm dứt cái sự tái sanh. Nếu mà nghe pháp và hành pháp mà đắc được đạo quả A-na-hàm là bất lai, không còn trở lại cõi dục giới này nữa, mà quá sanh về cõi tịnh cư và sẽ viên tịch niết bàn ở đấy. Còn nếu đắc tư đà hàm Sakadagami thì cái vị thánh ấy không còn luân hồi trở lại còn dục giới quá một lần nữa, gọi là nhất lai. Còn nếu mà đắc quả Tu Đà Hoàn thì cái vị thánh Tu Đà Hoàn đó là không còn tái sanh ở trong cõi dục giới quá 7 lần đâu, và vĩnh viễn không có tái sanh vào trong 7 lần đó, sẽ không có tái sanh vào những cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thậm chí những người nghe pháp của Đức Phật chỉ biết, chỉ có niềm tin và biết thực hành tạo những công đức phước báo mà chưa đắc được quả, thì họ cũng nhờ đó mà sau khi tái sanh, sau khi chết được sanh về cõi trời, cõi người, được an lạc trong tương lai. Như vậy thì cái việc mà thí pháp đem đến lợi ích cho chúng sanh rất là nhiều. Cho nên Đức Phật ngài mới thuyết cái câu Sappadanang Thammadanang Chinati là như vậy. Thì đối với chư tăng những vị xuất gia đó, chư tăng đi là những vị học pháp, hành pháp rồi đi hoằng pháp, thì các vị đó thuyết pháp cho người cư sĩ nghe. Nhưng mà người cư sĩ chúng ta đó thì học pháp, hành pháp và hộ pháp. Với cái tính vai trò người hộ pháp thì chúng ta phải biết rằng không phải chỉ nuôi tăng ni bằng vật chất, bằng y phục, bằng vật thực, bằng trú xứ, thuốc trị bệnh không, mà phải nghĩ đến chuyện là ủng hộ chư tăng trong cái việc mà dịch soạn, in ấn kinh sách để truyền thừa. Bởi vì ngày nay thưa quý vị, trong cái thời độ buổi hiện tại đó, thì cái Mukhapatha, tức là học Phật pháp theo cái cách khẩu truyền Mukhapatha thì khó lắm. Ở bên Miến Điện đó, bên Ma thì chư tăng còn có cái truyền thống khẩu truyền là các vị học thuộc tâm tạng, nhưng mà bây giờ ít rồi. Tức là bây giờ chỉ còn có không quá 20 vị trong số 1 triệu vị, 700 vị tỳ kheo và 200 vị sa di, thì trong số đó 200-300 vị sa di với tôn nữ, thì trong đó đó quý vị biết rằng 700.000 tỳ kheo mà trong đó chỉ có 10 mấy vị thuộc lòng tâm tạng, thì quý vị biết rằng cái thời buổi bây giờ trí giới của chúng sanh rất là kém. Và nếu mà kinh điển mà chúng ta không được trong cái kỳ kết tập tâm tạng lần thứ 4, thứ 5, thứ 6 mà các vị
Trước tiên lần thứ tư là viết ở trên cái lá bối, gọi là bối diệp đó. Và kỳ có tập tâm tạng lực thứ năm, nếu không được khắc ở trên đá, bia đá để duy trì cho mấy ngàn năm sau, thì như vậy giờ đây là chúng ta không còn kinh điển và không còn ai truyền tụng lại. Bởi vì các vị sư bây giờ ở Việt Nam chúng ta đâu có thuộc lòng bao nhiêu đâu, không có thuộc lòng, không cần phải đếm động tay vị đó, có đâu mà đếm, không có. Nhưng mà vị nào dịch soạn kinh điển chép ra bằng chữ viết, rồi Phật tử xả tài bỏ tiền ra để mà in thành sách, thì như vậy là cái quyển kinh đó một nhân cho 1.000, 2.000, 3.000 quyển, là mỗi người trong tay có được một cái quyển sách, một quyển kinh để truyền đời. Thì như vậy chúng ta thấy cái việc làm của chúng ta là nó vô cùng quan trọng, nó có lợi ích lớn lao lắm. Cái đó là cái cách mà chúng ta duy trì, chúng ta hộ pháp. Nhưng ở đây thưa quý vị, luôn luôn chúng ta phải nhớ một điều, chúng ta cúng dường Đức Phật, Đức Phật đã nói rằng cái sự cúng dường đó nó không có cao thượng bằng cái sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta in ấn kinh sách, phát hành kinh sách cho người khác xem, nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng Đức Thế Tôn đã dạy trong Pháp Cú Kinh đó, đừng vì lợi ích gì cho người khác mà quên đi cái phần lợi ích cho bản thân. Tự mình phải xem và học thuộc lòng. Không biết ở đây cô Ngọc Phương với các Phật tử mà in này mỗi người có giữ quyển nào không? Có giữ. Vậy là người ta học đọc kinh điển người ta giỏi, nhưng mà mấy cô không giỏi. Cái đó là chúng ta bỏ sót. Chúng ta bỏ sót. Cho nên chúng ta phải tự về. Chút xíu nữa nếu mà hết rồi thì cho quyển, rồi đem về đọc cho kỹ. Cái pháp nào mình thích đó, thì mình cố gắng học thuộc lòng chi pháp. Cô sư cô cũng vậy, cố gắng là đọc cho kỹ. Nhưng mà có lẽ là sư cô đã đọc rồi, cho nên sư cô mới phát tâm quan hỷ. Sư nghe nói sư cô rất thích quyển này, thì như vậy có nghĩa là đã có đọc qua. Thì như vậy đó, chúng ta phải nhớ Đức Phật đã dạy rằng vô thamma nu thambap patipanno viharati samichi patipanno anu thammachari so tathagatang sakkaroti garu karoti mani ti puchi ti paramayi puchaya patipatti puchaya. Cái câu mà patipatti puchaya tức là cúng dường bằng cái sự thực hành, thì đó là cái sự paramayi puchaya, là sự cúng dường cao thượng. Khi mà chúng ta cúng dường Phật bảo, cúng dường Pháp bảo, cúng dường Tăng bảo, cúng dường vật chất, nhưng mà bản thân của chúng ta không có thực hành theo lời dạy của Đức Phật, không có thực hành theo cái giáo pháp Đức Thế Tôn để lại, không thực hành theo sự hướng dẫn của Tăng chúng, thì như vậy là chúng ta dầu do cúng dường Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo bằng vật chất, nhưng đó cũng chưa phải là sự cúng dường cao thượng. Cho nên ở bên Miến Điện người ta cũng thường hay hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta đọc. Mặc dù chúng ta cúng dường Amisapucha, cúng dường vật chất, đi patu ba đi sakkarehi apipu chayami, con xin cúng dường
hương đăng, nhang đèn đến Phật Pháp Tăng. Tuy nhiên, phải nhắc thêm câu là Puthasat Thambasat Sankhasat Patipati Puchaya Afipuchayami. Con xin cúng dường đến Phật Pháp Tăng bằng cái sự thực hành, con sẽ thực hành giáo lý. Chúng ta phát nguyện vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta phải nhớ là khi mà chúng ta có một cái kho gạo, cái kho mễ cốc, chúng ta cứ để trong kho khóa cửa lại, nhưng mà cái bụng chúng ta vẫn để đói đó, thì như vậy nó không có lợi ích gì hết á. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta cất lúa gạo trong kho, nhưng mà chúng ta không có ăn, không có nuôi sống được. Chi bằng cứ lúa gạo trong kho đó, chúng ta tự mình lấy đó để nấu cơm về chúng ta ăn, và đem cho người khác nấu cơm để mà ăn. Như vậy thì cái kho lúa gạo của chúng ta nó có lợi ích cho mình và cho người khác. Có lợi ích cho mình và cho người khác. Cũng vậy, đối với giáo pháp, khi mà chúng ta in ấn ra mà chúng ta không có chịu thực hành tu tập theo đó, thì như vậy sẽ không có lợi ích. Còn nếu như chúng ta in ấn để chúng ta ấn tống cho người khác, và đồng thời chúng ta sẽ học theo để thực hành, thì như vậy là chúng ta làm lợi cho mình, cho người khác. Và chúng ta phải nhớ một điều là Asachaya Malang Manta. Cái việc mà không có tụng đọc kinh điển thì nó là rỉ xét kinh điển, làm cho kinh điển bị rỉ xét. Chúng ta có kinh điển học hiểu thì chúng ta phải đem ra chúng ta thực hành. Phật tử in kinh sách thì sư quan hỷ, chư tăng quan hỷ, các đạo hữu khác quan hỷ. Bởi mỗi lần mình đi đến mà muốn thỉnh nguyện đó thì rất là quan hỷ khi có. Thì phước của thí chủ được cái phước thứ nhất là mọi người đều quan hỷ với cái việc làm đó, cho nên thí chủ có phước. Nhưng mà thí chủ còn thiếu sót nếu như tự thí chủ không có học hiểu và thuộc lòng theo kinh điển đó, cho nên còn thiếu sót cái chỗ đó. Cho nên sư muốn nhấn mạnh ở đây là hễ mà chúng ta nấu cơm cho người khác ăn, có nghĩa là tự mình phải ăn, cũng ăn theo. Như vậy thì người ta no mình cũng no. Quý vị hiểu ý sư nói không? Người ta no mình cũng no. Như vậy thì mới thật sự là người trí. Bây giờ Đức Phật ngài thuyết pháp lời hay đó, nhưng mà Suphasita Vacha Apala Hồ Tí Akuppato. Giáo pháp của Đức Thế Tôn, mặc dù Đức Thế Tôn khéo thuyết, nhưng mà khi chúng ta không có thực hành theo giáo pháp đó thì chúng ta sẽ không có kết quả. Chúng ta không có kết quả. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta được thân cận với Đức Phật, thân cận với các vị thinh văn đệ tử Phật, hay là thân cận với các vị đệ tử trí tuệ của Đức Phật, thì chúng ta phải nhớ là chúng ta làm cái lưỡi nếm vị canh, chứ đừng có làm cái muỗng ở trong cái tô canh. Khi mà chúng ta in ấn kinh sách thì là một điều tốt. Chúng ta thường xuyên thân cận với các bậc hiện trí thức để chúng ta được làm cái công việc là chúng ta
in ấn kinh sách. Nhưng mà rốt cuộc thì người ta ở bên ngoài, người ta làm cái lưỡi nếm vị canh, còn mình làm cái giá trong nồi canh thì ủ quá. Quý vị hiểu gì? Cho nên ở đây sư có một vài điều sư muốn nhấn mạnh trong cái việc làm này. Thật ra đó thì thưa quý vị, quý vị đừng có buồn. Tánh sư muốn, sư nói thật, vì sư muốn lợi ích cho Phật tử, chứ không phải là sư thấy là cái công việc in tái bản cái tác phẩm của sư làm ra rồi sư dùng những cái lời ngon tiếng ngọt để sư tán thán, để sư ca ngợi, để sư định hót, để cho quý vị tiếp tục làm thêm, nó không có đâu. Mà sư muốn nhắc ở cái chỗ là quý vị nên tự làm lễ cho mình nhiều hơn nữa. Tức là chúng ta phải đọc, chúng ta phải hiểu ở trong đó nói cái gì, và chúng ta ít ra chúng ta cũng phải lấy được 1/4 cái tinh hoa ở trong cái vị sách đó. Thì như vậy đó, nó sẽ có lợi cho quý vị. Mà sư cũng cảm thấy không ai nái. Nếu mà ngày hôm nay quý vị đi đến, sư nhận sư nói xa thú tốt quá, chúc quý vị được an vui, rồi sư đem kinh sách để ở trong thư viện. Thì như vậy không nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta thì sư cảm thấy sư có lỗi. Cho nên sư mới nói bây giờ cái điều mà sư muốn nói trong cái thời pháp này là các vị phải quay trở về sống với chính mình. Khi mà chúng ta có thân đây, phải bị sự già, không thoát khỏi sự già. Cha ra thâm mong hít cha răng đi chi tô. Ta phải có sự bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Gia thiết tâm mong hít gia tiên anh đi chi tô. Ta phải có sự chết, không thoát khỏi sự chết. Ở trong khoa tập Pháp Học có đó. Khi mà chúng ta biết được như vậy đó, thì chúng ta mới nghĩ rằng thật may mắn cho ta mang cái kiếp sống người, cái kiếp thân người, mà ta gặp được Phật Pháp, có được cái niềm tin. Bây giờ chỉ còn có mỗi việc là chúng ta tinh tấn nỗ lực thực hành theo giáo Pháp để làm hành trang trong ngày vị lai cho chúng ta. Chúng ta phải suy nghĩ vậy. Còn nếu như mà chúng ta không chịu thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì như vậy chúng ta sẽ trở thành một người bỏ phí cái thân này. Đức Phật Ngài cũng dạy Yatha Bhupha Rasimha Kajira Mala Gune Pahu E Quang Chè Thề Nó Bà Chè Đá Kha Tập Bằng Kusa Lăng Pahu. Như từ một đống hoa nhiều càng hoa được làm. Cũng vậy, phải nhờ thân sanh tử, nhờ thân sinh tử nên làm nhiều thiện sự. Chúng ta nhờ có cái thân sinh tử này, phải lợi dụng cái thân sinh tử này để chúng ta làm được nhiều thiện sự. Một cái trái cam, trước khi chúng ta vứt bỏ cái xác của cái trái cam đó, thì chúng ta nên tận dụng để chúng ta lấy nước và chúng ta uống cho nó khỏe, cho nó bổ. Chứ không thể nào mà chúng ta có chúng ta để ấp lẫm ở trên cái rổ để 5 ngày 7 ngày đến khi mà nó thối, nó hư rồi chúng ta mới đem đổ bỏ. Rốt cuộc thì chúng ta có trái cam đó không có lợi ích gì. Cũng vậy, chúng ta có cái thân đây, lúc mà chúng ta còn trẻ, chưa có già, chưa già lắm. Lúc chúng ta còn khỏe, chưa có bệnh. Lúc mà chúng ta còn
dễ dàng để nuôi sống. Lúc mà chánh pháp vẫn còn được truyền bá ở trong cái trong cõi đời này, thì bốn cái thời điểm đó là chúng ta cần phải tu tập. Đừng để cho cái thân của chúng ta đến khi mà nó hôi thối một rửa rồi đó, nằm xuống thì lúc đó chúng ta hối hận. Chúng ta đừng có trông cậy là khi mà mình đi đến quy y ở chỗ nào là đệ tử của cái vị tăng vị ni nào đó, rồi chúng ta chờ lúc mà mình hấp hối cái mình cho người nhà đi đến thỉnh vị tăng vị ni đó đi đến để mà tụng hộ niệm cho mình, nó hiu lắm thưa quý vị. Chi bằng khi mà chúng ta còn sống đó, chúng ta ráng học hỏi Phật pháp để mà chúng ta tạo các cái công đức, các phước báo, thì chúng ta tự cầu an cho mình và chúng ta làm hành trang đem theo trong ngày vị lai, tức là chúng ta tự cầu siêu cho mình, nó tốt hơn. Còn bây giờ chúng ta cứ sống giỡn dơ đó, nghĩ rằng mình đã có quy y trong chùa đó rồi, mình có cái chứng niệm quy y rõ ràng rồi, cứ thôi đi đến đâu cũng cầm cái chứng niệm quy y, nói tôi là đệ tử của chùa đó nhưng mà không chịu thực hành gì cả, không chịu học hiểu giáo pháp gì hết. Đến khi mà chúng ta bệnh hoạn nằm đó đó, thì lúc bây giờ giờ chư tăng đi đến tụng hoài tụng hoài. Đức Phật là dạy rằng một cái tảng đá mà đem ném xuống hồ nước nó chìm đi, không thể nào mà tụng đọc kinh điển để cho cái tảng đá nổi lên được. Cũng vậy, khi mà chúng sanh tạo ác nghiệp về thân về khẩu về ý, chết phải bị đọa, và sau khi bị đọa xuống rồi đó thì cái đó là do cái hành nghiệp của mình, chứ không phải là do ai khác. Tự mình làm cho mình thanh tịnh, tự cho mình làm cho mình khổ quế, tự mình làm điều thiện và tự mình làm điều ác. Điều ác cũng do tự mình làm. Thanh tịnh hay có quế là do tự mình làm, không ai thanh tịnh ai. Pháp cú kinh Đức Phật ở đây dạy vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng là bây giờ chúng ta cũng chưa phải là muộn màng lắm đâu, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta phải chần chờ sau này hạ tu, chừng bao nhiêu tuổi đó, chừng khi mà công việc sắp xếp ổn định gia đình rồi mới tu, cũng phải. Khi mà một người câu chuyện ngụ ngôn có người kia họ té xuống hố, hố sâu, có một cái sợi dây leo từ ở trên miệng hố nó thòng xuống, lúc ban đầu thì người ta nghĩ rằng ồ có sợi dây leo nó thòng xuống hố, bây giờ mình nghĩ khỏe chút xíu rồi hãy trèo, hãy đu cái sợi dây đó trèo lên. Nhưng mà một lát sau người ta ngó lên trên miệng hố đó thì người ta thấy hai con chuột, một con chuột hắc, chuột bạch, chuột trắng, chuột đen, nó đang gặm nhấm cái đầu sợi dây đó. Anh ta nghĩ rằng nếu mà hai con chuột này cắt đứt sợi dây là ta sẽ chết ở dưới hố. Cho nên anh ta khẩn trương để mà đu cái sợi dây đó leo lên trên miệng hố trước khi cái sợi dây đó bị hai chuột cắn đứt. Câu chuyện ngụ ngôn này có nghĩa là chúng ta bị cái sự già, cái sự bệnh nó gặm nhấm cái thân này và chúng ta cuối cùng phải chết.
chết đó là sự cắt đứt mạng quyền đó, cắt đứt mạng quyền. Chúng ta phải nghĩ đến cái chỗ đó. Coi chừng hai con chuột là sự già và sự bệnh đó, nó chấm dứt mạng sống này thì lúc đó chúng ta tu tập không kịp. Do đó chúng ta phải tranh thủ để chúng ta làm những cái thiện pháp, bố thí trì giới và hành thiền, chúng ta phải làm đi. Thì như vậy chúng ta mới được gọi là bậc thiện trí, tự giải thoát cho chính bản thân mình. Và Đức Phật luôn luôn ngày tán thán những ai có cái niềm tin đó. Khi Đức Thế Tôn ngài sắp viên tịnh Niết Bàn, ngài thông báo cho chư tăng: này các tỳ kheo, còn 3 tháng nữa, sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịnh Niết Bàn. Thì lúc đó những có 700 vị tỳ kheo vây quanh Đức Thế Tôn làm hội chúng tùy tùng của ngài. Họ nghe như vậy đó thì ai cũng sầu thảm, ngoại trừ các vị A-la-hán thì thôi. Còn lại các bậc hữu học hoặc là hạng phàm phu thì các vị đó sầu muộn than thở: rồi đây chúng ta sẽ vĩnh viễn mất vị đạo sư khả kính, không còn chỗ nương tựa. Nhưng trong đó có một vị tỳ kheo nghĩ rằng: ta xuất gia trong giáo pháp này cho đến bây giờ mà ta vẫn chưa đạt được cứu cánh giải thoát, mà chỉ còn 3 tháng nữa Đức Thế Tôn là Niết Bàn, vậy thì ta hãy cố gắng nỗ lực để chứng đắc quả vị A-la-hán khi Đức Thế Tôn còn hiện tiền. Nghĩ vậy vị tỳ kheo đó mới tách rời khỏi hội chúng để mà đi vào trong nơi thanh vắng mà hành thiền. Các vị tỳ kheo khác thấy vậy mới nói chuyện với nhau, nói với tỳ kheo Tế Xá đó: không có thương Đức Phật, nghe Đức Thế Tôn mà sắp viên tịch, sắp chết rồi, vậy mà vị đó vẫn còn không có chút buồn lo buồn khổ mà cứ đi kiếm chỗ để hành thiền tìm cái sự an vui cho mình. Các vị đó mới đem bạch trịnh Đức Phật. Đức Phật lại kêu vị tỳ kheo đó đến, ngài mới hỏi: có thật chăng sau khi nghe rằng Như Lai sắp viên tịch, ngươi vẫn đi kiếm chỗ để mà hành thiền bạch Đức Thế Tôn phải? Bởi vì con nghĩ rằng con quyết tâm con sẽ thành tựu quả vị A-la-hán khi Đức Thế Tôn còn hiện tiền. Đức Thế Tôn người mới tán thán: sa thú lành thai, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo này quả thật là người cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng. Các ngươi nên học tập theo gương của vị tỳ kheo này. Thì ở đây cái câu chuyện là như thế. Cho nên người Phật tử chúng ta đó, hiểu được cái chỗ đó rồi thì lúc nào chúng ta cũng có thể cúng dường Đức Phật bằng cái sự cao thượng và tự mình làm cái chỗ nương tựa cho chính mình. Thì đó là ý nghĩa mà sự tán thán niềm tin và công đức của quý vị thí chủ đã làm được cái thị sự tái bản và ấn tống kinh sách. Đồng thời sư cũng muốn nhắc nhở thêm cho toàn thể quý sư cô tu nữ và toàn thể Phật tử nam nữ cư sĩ phải cố gắng, chúng ta nương vào chánh pháp và chúng ta thực hành theo chánh pháp để chúng ta không uổng phí cái cuộc đời, cái thân người này. Đến đây thì sư xin dứt lời, chúc quý vị được thành tựu phước báo viên mãn và xin chia phước này đến tất cả chư thiên đứng trên đế thích tứ đại thiên vương. Xin quý ngài hộ trì Phật pháp cho được bền lâu và hộ trì cho chúng sanh được an cư lạc nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.